Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Zshop TV, nơi các bạn có những thông tin cập nhật nhất về thiết bị máy ảnh, kiến thức, kỹ năng và nghệ thuật nhiếp ảnh. X-T30 là một chiếc máy ảnh mới của Fujifilm, nhỏ gọn và có võ. Nó thừa hưởng những cái tính năng của X-T3 trong một thân hình rất là nhỏ nhẹ, dễ mang vác và thích hợp với những người mới chơi cũng như những người đã qua một thời gian sử dụng. Các bạn có thể thấy đây là một chiếc máy ảnh rất là đẹp và có thể nói là rất là khác so với khá nhiều các cái hãng khác, và do đó có thể chăng các bạn sẽ chưa quen lắm với những cái phím, những cái tính năng, việc sử dụng các cái chế độ ở trong chiếc máy này, và đó chính là nội dung của video này, cho các bạn một cái cảm giác về việc vận hành chiếc X-T30 như thế nào đối với những người mới bắt đầu, giúp cho các bạn cảm thấy quen thuộc hơn, và với những bạn chưa mua thì cảm thấy hứng thú hơn trong việc sở hữu chiếc máy ảnh này. Đầu tiên chúng ta hãy nghiên cứu mặt trên của máy. Có rất là nhiều nút và phím. Có một số người mới chơi thì sợ hãi vì máy có nhiều phím và nút quá. Nhưng thực ra càng dùng lâu, các bạn sẽ thấy khi có nhiều phím cứng thì thao tác trở nên đơn giản hơn. Đây là nút khởi động máy on off. Và trên nút khởi động máy là nút chụp có hai tầng. Khi chúng ta bấm nửa cò thì máy sẽ đo sáng và lấy nét, và khi ta bấm suốt thì máy chụp. Ở bên cạnh đó chúng ta thấy vòng bánh xe bù trừ sáng, nó giúp làm tăng giảm sáng. Điều này chúng ta sẽ nói vào trong cái mục sau. Đây có một cái nút function. Chúng ta có thể gán các cái tính năng nào đó vào nút function, và ngầm định đầu tiên của nó là chế độ boost mode. Chúng ta thấy một vòng bánh xe này, đó là vòng bánh xe điều chỉnh tốc độ, và ở vị trí A thì máy tự điều khiển tốc độ. Ở đây có một bánh xe chế độ, đó là chế độ chụp một lần, chế độ chụp liên tiếp, chế độ chụp bracketing, quay phim và chụp panorama. Trong rất nhiều chiếc ống của Fujifilm, ta thấy ở đây có nút điều chỉnh khẩu độ. Khi gạt về A, máy tự điều chỉnh khẩu độ cho chúng ta. Khi gạt về vòng bánh xe khẩu độ thì có thể sử dụng chiếc vòng này để điều khiển khẩu độ. Và chiếc ống này có chống rung on off. Và đây là những cái thiết lập ở mặt trên và ở trên ống kính. Ở đằng trước máy thì ta còn thấy bánh xe phía trước, và tương tự như vậy có một bánh xe phía sau để điều chỉnh một số thông số. Ở đây có một cần gạt có thể chuyển chế độ lấy nét bằng tay hoàn toàn, chế độ lấy nét một lần single autofocus, và chế độ lấy nét liên tục continuous focus. Ở mặt sau, ngoài những nút rất là đơn giản, ta có thể nhìn thấy những nút xóa hình, nút xem lại hình ảnh, thì có một số nút như sau. Ở đây, đó là nút điều chỉnh diop. Bình thường khi mắt của chúng ta ở thị lực tốt thì nó ở vị trí 0. Tuy nhiên, một số người có thể hơi cận hoặc viễn thì có thể điều chỉnh cái nút diop này để có thể bỏ kiếng ra mà có thể sử dụng được. Tuy nhiên, các bạn lưu ý là nó chỉ chỉnh được cỡ khoảng 3 diop, cho nên mắt mà bị cận hoặc viễn nhiều hơn 3 diop thì nó không thể nào chỉnh được. Và các bạn rất là lưu ý, có một số bạn thì nhìn thấy hình rất bị mờ và không biết tại sao, thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái nút diop ở đây. Ở đây có một cái nút là nút view mode. Khi bấm vào đây thì nó sẽ xoay chuyển từ việc là có thể xem được chỉ trên LCD hoặc là chỉ trên EVF, hoặc là có thể thay đổi giữa việc sử dụng EVF và LCD. Ở đây ta có nút khóa sáng và khóa nét bánh xe đằng sau. Đây là nút menu và nút menu nhanh với những cái thao tác nào mà ta cần làm nhanh. Joystick điều hướng rất là thuận tiện trong việc điều khiển các điểm lấy nét và điều chỉnh thao tác ở trong menu. Và việc hiển thị thông tin khi mà ở chế độ chụp hoặc hiển thị thông tin hình ảnh ở chế độ xem lại hình. Ở trên đỉnh máy ta có thể thấy một cái cần gạt để gạt qua chế độ auto. Và khi gạt qua chế độ auto thì cho dù vòng khẩu độ hay là vòng tốc độ để ở bất cứ vị trí nào thì máy cũng vận hành ở chế độ tự động hoàn toàn. Và nó giống như những chế độ auto màu xanh ở những chiếc máy của những hãng khác. Tuy nhiên khi ta vặn cái vòng bánh xe đằng trước thì có thể mở rộng thêm các cảnh đặt sẵn scene mode.
để dành cho những người hoàn toàn mới chơi. Tuy nhiên, các bạn lưu ý rằng chỉ một thời gian rất ngắn sau khi chơi máy ảnh thì chúng ta sẽ phải khống chế nhiều thông số hơn nữa để có những bức hình như ý muốn. Ở những chiếc máy thông thường và nếu mà hỏng nhiếp ảnh thì các bạn sẽ thấy các cái chế độ chuyên nghiệp, đó là chế độ PAS và M. Tuy nhiên ở chiếc máy này thì chúng ta hoàn toàn không thấy các chế độ đó. Nhưng làm sao để điều chỉnh từng chế độ? Thì đầu tiên tôi nói về chế độ P là Program, có nghĩa là ta giao cả khẩu độ và tốc độ cho máy ảnh. Ở chiếc máy này thì ta gạt vòng xoay tốc độ về chữ A và như vậy thì sẽ nhìn thấy ở trên màn hình chữ P hiển thị ở đây. Và ở chế độ P thì khẩu độ và tốc độ không điều khiển được mà do chiếc máy điều khiển và vì vậy nó hiển thị lên là màu trắng. Còn chúng ta vẫn có thể khống chế được ISO bằng bánh xe ở đằng trước và nó hiển thị lên màu xanh. Và các bạn lưu ý là màu xanh là màu chúng ta chỉnh được, còn màu trắng là máy sẽ tự quyết định. Ở chế độ ưu tiên khẩu độ có nghĩa là người dùng khống chế khẩu độ và để cho máy quyết định tốc độ. Và như vậy trong chiếc máy ảnh cụ thể này thì ta gạt nút khẩu độ qua vòng khẩu độ. Vòng tốc độ vẫn để tự động. Và ta sẽ thấy là hiển thị khẩu độ đã bắt đầu chuyển qua màu xanh là có thể điều khiển được. Và xoay bánh xe này ta có thể dễ dàng điều khiển được khẩu độ cũng như là điều khiển ISO và máy sẽ quyết định giúp ta tốc độ. Cũng tương tự như vậy, ở chế độ ưu tiên tốc độ thì ta chuyển nút gạt khẩu độ về A và điều khiển vòng xoay tốc độ để có được tốc độ như ý muốn. Còn ở chế độ M thì sao? Rất đơn giản, chúng ta loại bỏ hẳn cả hai cái chế độ tự động của cả khẩu độ và tốc độ và lúc này chúng ta thấy cả ba màu xanh hiện lên khẩu độ, tốc độ và ISO đều nằm dưới quyền kiểm soát của chúng ta. Ở phần đầu tôi đã nói về cái nút tăng tốc này thì nút Boost Mode là nút tăng tốc này nó sẽ giúp cho cái màn hình sáng hơn và cái tốc độ làm tươi của LCD nhanh hơn lên đến 100 khung hình một giây và như vậy khi chúng ta sử dụng cái chế độ Boost Mode này thì nó giúp cho mình chụp thể thao nhanh hơn và các bạn sẽ lưu ý đương nhiên cái nút function các bạn có thể gán bất cứ cái tính năng gì cũng được nhưng ngầm đi của nó là nút boost mode và trong những trường hợp chụp nhanh thì có thể sử dụng để làm cho cái việc mà chúng ta bố cục khung hình cũng như là bắt khoảnh khắc nó đơn giản hơn. Chiếc máy này là menu bằng tiếng Anh, tuy nhiên có một thể một số bạn cảm thấy thoải mái hơn với tiếng Việt thì ta có thể chuyển xuống menu setup tới User Setting, đi xuống Ngôn ngữ và lựa chọn tiếng Việt. Về lấy nét thì chiếc máy này có một cái cơ chế lấy nét rất là phức tạp. Tuy nhiên tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thao tác rất là nhanh để có thể ban đầu sử dụng được chế độ lấy nét tốt. Thứ nhất, chúng ta vào menu và ở trong chế độ AF Mode, chúng ta chuyển qua chế độ là All. Và khi ở chế độ All, ở màn hình chuẩn bị chụp, bấm nút joystick, thì ta sẽ thấy hiển thị lên điểm lấy nét và quay vòng bánh xe sau thì có thể di chuyển giữa điểm lấy nét rất nhỏ, điểm lấy nét lớn hơn, lấy nét theo khu vực zone, zone nhỏ, zone lớn và lấy nét theo tracking. Và đây là cái thao tác rất là nhanh, thuận tiện giúp cho các bạn có thể chọn chế độ lấy nét và chọn vị trí điểm lấy nét rất là đơn giản. Ngoài ra, chiếc XT30 có khả năng nhận diện khuôn mặt và nhận diện mắt rất là tốt ở vị trí AF và MF. Ta chọn nhận diện khuôn mặt. Ở đây khi khởi động chế độ nhận diện khuôn mặt thì có thể nhận diện khuôn mặt mắt trái và mắt phải. Ở đây ở trong menu Quick Menu tôi đã gán vị trí này là vị trí nhận diện khuôn mặt và nhận diện mắt và như vậy thì chỉ việc sử dụng
thật là nhanh thì có thể xác định được khuôn mặt và thậm chí là mắt phải, mắt trái. Và các bạn thấy đấy, chiếc XT30 thật sự là đẹp và dễ sử dụng. Tôi vừa mới hướng dẫn cho các bạn cái cách để có thể chỉnh các cái chế độ phơi sáng, có thể là tự động hoàn toàn, program, ưu tiên khẩu độ, ưu tiên tốc độ, chế độ M, điều khiển về tự động lấy nét cũng như là nhận diện khuôn mặt. Đương nhiên còn rất là nhiều thứ khác dễ thương từ chiếc XT30 này mà trong tương lai tôi sẽ còn những cái video clip khác cũng như là các cái video clip hướng dẫn về nhiếp ảnh nói chung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.